Trước đó, ngày 11 tháng 6 năm 2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kiểm tra và phát hiện công ty cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc có nhiều vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy như không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ, trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo quy định của pháp luật, đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mà không mua theo quy định của pháp luật. Căn cứ trên kết luận kiểm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định xử phạt công ty cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc, đồng thời ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động với toàn bộ các hạng mục công trình. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau khi kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai phạm thì tại doanh nghiệp đã xảy ra hỏa hoạn.